bên là Loan còn một bên là Ve. Xỉn rồi hả chị Ni? Trời ơi, chị uống sơ sơ chị có xỉn. Đừng có nói tên cái tên kia vô nghe, nó là phi bằng em bây giờ đây nè. Em đang yên ổn để em về Mã Lai nữa. Nó là phi bằng gì? Đừng có nói đừng có nói tên cái tên của nó vô. Chị nói Ve mà, đứa nào Ve nhột ráng chịu chứ. Sợ quá, kêu là phi bằng sợ quá. Người thương Hồng Loan làm cái bông rồi, tại vì á, Hồng Loan thì nó không cha không mẹ. Rồi gia đình thì đối xử với nó như vậy, còn hai chị là ok. Nhất là chị Ni là tự lập từ nhỏ rồi, mà chị Ni đầy đủ gia đình. Rồi có ra chiến trường thì có đấu cũng không có sao, có nghĩa là tinh thần thép. Còn Loan á, nó không biết gì á. Mọi người hiểu không, cả con cái nó nữa, cả mà bé Su rồi bé Na nữa, rất là khờ, rất là hiền. Để đời không hai có, chị em xinh ghê, thương và ủng hộ. Không có cái kiểu mà kinh nghiệm á, kiểu dày dặn kinh nghiệm á, để mà ra đời, để mà em chào đối chị. Phó là tự nhiên nói sao ta? Người vô biên bản hành chính là 10 ngày phải dọn đi, nhưng mà điện thoại đúng rồi, người ta đang hỏi cái vụ tại sao mà nhà cũng lo mà không thì được bởi vậy mới nói thì điện thoại nhắn tin không trả lời không dọn, mà trong khi bây giờ Loan con của Loan là không có phòng để ngủ, mọi người hiểu không? Năm đứa con và trong cái ngủ việc chung mà ký biên bản 10 ngày rồi, quá hạn 10 ngày thì Loan phải dọn ra thôi, nhưng mà mọi người biết là Loan nó quá hiền, mọi người hiểu không? Có nghĩa là nó cứ sợ nhà của nó đó, bây giờ nó là chủ quyền đó mà nó cũng cứ sợ. Trời ơi, gặp Ni là Ni tống ra từ 8 đời dưa ghét Ni chịu. Nhưng mà Ni nó không có dám, nó cứ nó điện thoại. Không phải mình nên chị đâu, nếu mà nhiều người mà nhà của người ta. Sau đó là tối hôm qua mọi người hiểu không? Tối hôm qua là tối hôm qua đó là nó có vô nhà, nó có vô phòng, nó quay phim lại, nó dọn đồ của phòng Phượng ra. Rồi Phượng lên công an báo tiếp, nói là bữa nay kiểm kê tài sản coi thì có mất gì không. Ngày nào, thấy không? Ngày nào con kiếm ta chuyện, cũng lên, tại vì lên công an chứ. Ngày nào cũng lên công an hết, ngày nào cũng lên công an thì ngày hôm qua chính thức khoảng 2 giờ rưỡi 3 giờ là mời là công an, mời bà Loan lên công an rồi mọi người. Nó bảo con cái ở nhà nó không có sửa được, như hàng hóa thì nhiều á thì bé này nó nói là dọn ra ngoài không dọn, dục ra nói thì dễ nhưng mà dục ra lỡ nó đền bù thì đền đó bồn, sao bây giờ chưa dục ra ngoài mà chỉ có bỏ dưới nhà thôi. Bây giờ nó kêu là nó cho kiểm kê lại tài sản mọi của nó. Mọi người cũng biết rồi đó, công an với lại tòa án cần phải mà hôm bữa mọi người biết đó là qua này chứ không hôm bữa gì, tự nhiên nói sao riết cái quên luôn trời. Nhiều việc quá nó khùng. Ni cũng nhiều việc quá, cái đôi lúc Ni cũng bị khùng. Thế là mọi người biết sao, hôm qua đó là dọn đồ nó xuống á, nó lại kiếm chuyện, nó kêu công an phường lại. Thì công an phường thì mọi người cũng biết rồi, công an phường nói hai người lên phường nữa thì Loan nó không lên. Con Loan nó nói vậy nè, bây giờ theo quá hạn 10 ngày thì nó dọn ra thôi. Nhưng mà do cái phòng của con Phượng là khóa cửa nha, thì buộc con Loan nó phải người kiếm mở cửa cho hết 10 ngày nhà của nó mà, mọi người hiểu không? Không có phòng cho con đó, nó rất là kiếm chuyện. Thì mình nó thiệt nhau, nó vừa nguyên cái đám nó ghét mình chịu, ghét Ni cỡ nào Ni cũng phải nói sự thật cho mọi người nghe, nó rất là tội, nó bị ảnh hiếp mà, mọi người hiểu không? Cho nên mọi người cứ nghĩ là mọi người cứ thương nó bằng tâm đi, mọi người sẽ thấy được là mọi người là Ni đi, mọi người chứng kiến hàng ngày mọi người đi cùng với nó mà mọi người thương nó thật lòng, ai cũng như Ni chứ không phải riêng gì Ni. Ni cũng chẳng có anh hùng gì đâu, thật sự cũng phải là hào kiệt gì đâu, thật sự mà mọi người là Ni, mọi người thấy như vậy mọi người mùi cũng bức xúc nữa chứ đừng nói là Ni. Trời ơi, Ni thấy những cái gì nó vô lý mà bị ăn hiếp. Bây giờ hết bà Sáu á, kiện nó cái vụ mất 8.200.000 200 đô. Bây giờ tới con Phượng kêu kiểm kê tài sản mà không biết bao giờ hô mắc cái gì nữa, mà hôm bữa để cho tôi thừa phát lại kiểm tra rồi, kiểm tra trong phòng á là không mất gì hết, và vàng vòng với lại tiền á là còn nguyên đó. Mọi người thấy cái nick mà tâm hồn sỏi đá đó đăng lên hai cái tấm mà còn tiền vàng á, gì ơi, Nam Mô Di Phật ở nơi đỉnh thôi, là tiền vàng còn đó, vô là còn vàng cưới, còn tiền, còn không có gì mất hết á. Cho nên lấy tiền vàng rồi thì bây giờ còn tư trang, tư trang rồi cái gì quần áo, tư trang quần áo rồi cái gì đồ dụng cụ trong gia đình thôi. Mọi người em còn đang, tại vì mọi người ở ngoài thì giống như là bức xúc lên nói là không cho đi dọn đồ dục đồ, em còn đang hỏi chị Ni ơi, lỡ mình lại nhà Loan chơi mà lỡ bên kia nó nói mất đồ mất gì, nó kêu mình ra nó hỏi nó điều tra đúng không, chắc mình mệt chết luôn đó chị Ni, em sợ quá. Đang nói gì nữa mọi người? Còn nó em, mọi người thấy nhiều cái comment của bên đó, nó nói đi á, mày chuẩn bị mày cũng lên được phường nha, hôm bữa USB á có mày ở trong phòng đó mày coi chừng. Trời ơi, Ni có sợ đâu, không phải là Ni,
muốn khoe thì sẵn đi khoe luôn. Chẳng lẽ ni dày ni cho con Loan không hết, chắc nó cũng phải mấy chục lần, 8 triệu với 200 đô. Chẳng lẽ đi vô, chắc nó vô trong phòng bả lấy tiền của bả. Cái kiểu như là cứ thấy ai bên Loan là kiếm chuyện mọi người. Mọi người có thấy rồi đó. Thứ hai nữa là mọi người nói là ừ, bây giờ cái con quỷ kia nó ghét ni, nó phót ni, nó phót những cái ngược ngạo. Mọi người cũng biết rồi, ni mà có gì ni không có để công khai, đi để bình luận luôn, ni không bao giờ ni xóa nha. Ni không bao giờ ni khóa bình luận, cho bên đó bình luận luôn. Để vì sao những người thật việc thật. Ví dụ muốn dùng nick ảo, cũng không bao giờ dùng nick ảo, nick của ni, ni cũng không khóa bình luận luôn. Ni cũng không bao giờ để cho tất cả mọi người để bình luận, tại vì mọi người biết sao không? Mình sống từ nhỏ giờ mình sống sao mình biết, mình tự tin là mình không có cái gì mà phải vướng mắc, phải phót mình hết trơn á. Thứ nhất nè, kêu ni để gì? Trời ơi, ni đặt mình đi cũng muốn cười, mà cười muốn phụng hàm luôn á. Thứ nhất nè, ni là người cho vay nặng lãi. Thì mọi người cứ nghĩ đi, nếu một nạn nhân nào mà đã từng qua ni mà cho vay nặng lãi, người ta không phót ni hả? Trời ơi, phải có bằng chứng chứ. Rồi thứ hai nữa, gì? Kêu ni chăn dắt gái cho. Tôi nói thiệt luôn, rồi gái nào đâu lên tiếng giùm tôi một cái. Rồi kêu tôi là gì? Tôi coi, tôi nhớ lại coi. Ừ, tôi lệnh truy nã. Em cũng có lệnh truy nã nè, bị đi livestream mà ở vậy không trời. Xấu khổ nhưng nghĩ sống chân thật, sống tốt trời xanh an bài và tất cả mọi người, tất cả mọi người đều thương. Mẹ con nó thử đoạn. Đi nói thiệt với mọi người nha. Có đôi lúc á, mình làm chuyện tốt mình không cần khoe khoang này là bao nhiêu thời gian mình sống tới bây giờ mình làm chuyện tốt, mình làm lương tâm mình cảm thấy vui. Là mọi người có suy nghĩ vậy nè, những người được đối xử tốt là những người xứng đáng, không phải là ở đâu mình cũng tốt hết. Tự nhiên đi, không phải là đâu, phải là tự nhiên với mình gặp nhau là cái hữu duyên trong cuộc đời này mình tốt được đâu. Bạn như thế nào người ta mới tốt chứ, bạn là một người xấu, một người lương lẹo, một người ăn rồi ăn trên đầu trên cổ người khác, mưu mô hại người, thì làm sao mấy bạn được đối xử tốt được. Mấy bạn hiểu điều đó không? Ni á, nhiều khi á em ni nó muốn, có nghĩa là em ni, em út ni nó bức xúc á, nhiều khi nó nói hả chị mèo nấu giấu ghê, chị mèo giấu ghê. Nhân viên nào mà ni với Loan quen nhau, cái câu hỏi này rất là nhiều câu hỏi với ni, thì mọi người cũng biết là ni quen với mọi người ở trong showbiz rất là nhiều chứ không có ít đâu. Nhưng mà ni chưa bao giờ ni chụp hình ni khoe, chỉ có những đứa nào mà chơi với ni, mấy đứa em á, mấy đứa em trong showbiz mà chơi với ni nhiều năm á, thì ni mới chưa, để sẵn này em nói luôn, chưa em nói mà chị nói cho anh nói. Tại nhiều khi chị tự nói ơn quá thì nói tại chị ni là quen trong showbiz nhiều lắm mọi người, ví dụ chị Cát Phượng rồi chú mấy người trong showbiz là chị ni quen nhiều lắm, mà chị ni ít khi nào mà đăng không, lên Cát Phượng không có, không có luôn. đăng lên chứ chị không có đăng lên đâu mọi người, mà quen mà mối quan hệ thân mật luôn á. Nên là cũng cơ duyên ở trong showbiz người ta đưa đẩy đưa các phường là biết thôi chứ không có thân nha, đưa đẩy cho Hồng Loan với chị Ni quen biết với nhau, tại vì người ta biết cái tính chị Ni như thế nào á. Còn việc có nhiều cái câu hỏi nói là chị Ni có nhiều người khổ sống giúp người nổi tiếng, cái đó là mình xin trả lời luôn. Tại vì những cái người khổ khác, những người nổi tiếng khác chị Ni có giúp, nhưng mà những người đó họ không có nổi tiếng nên là mọi người không biết. Mọi người không biết thôi. Có những người khổ lắm mọi người, chị dẫn đi làm răng, rồi chị dẫn đi làm này làm kia. Thay vì người ta cho cái tiền, nếu chị có tiền mà chị cho mày 100, 200 triệu mày tự đi làm ơn. Còn cái này chị cho mà chị ngồi từ sáng tới chiều chị ngồi chị đợi người ta luôn. Em mày nói tốt tao đi, người ta đang ngồi gần mày. Em út đứa nào chị cũng thương chứ. Không, em đang nói cái vấn đề là có nhiều người nói tại Hồng Loan nổi tiếng nên chị Ni chị giúp. Không phải đâu, tại vì Hồng Loan nổi tiếng nên người ta mới biết chị Ni giúp. Còn những cái người không nổi tiếng mà chị Ni giúp thì mọi người đâu có biết được. Tại người ví dụ giờ giúp người bên lề đường nè, chị Ni vừa giúp người bên lề đường xong nè, mọi người đâu biết cái người bên lề đường đó là ai đâu. Nhưng mà chị Ni vừa giúp Hồng Loan xong thì mọi người biết, tại vì Hồng Loan đã nổi tiếng chứ không phải là thấy nổi tiếng là vô giúp đâu mọi người. Bà giúp âm thầm không à, thậm chí bây giờ bà mua hộp sòn 5-6 tỷ hay là mua nhà mấy căn bà cũng không có bao giờ mà đăng lên khoe đâu. Gặp em là em mừng là em mua cái đồng hồ hay là mua chiếc nhẫn gì là em đăng lên khoe đó mọi người, không có. Cái này chị vượt tới chỉ dạng có tiền tới vượt tới cái mức là không có cần phải đăng gì đó mọi người. Không có nữa hả? Nhưng mà đợt vừa rồi là tại vì do Loan đăng lên thì mọi người mới biết thôi, chứ trước đó là em bị thần tượng chú Vũ Linh, ngày nào cũng đăng hết trơn á, ngày nào cũng đăng ổng hết trơn, ngày nào nghe cả lương, nghe tới nỗi mà TikTok em cứ hiện lên cả lương của ổng hoài à. Mà em không biết ở bên trong vụ này chị Ni đã giúp Hồng Loan rồi đâu mọi người, không có biết bên trong cái vụ này là chị Ni đứng ra giúp Hồng Loan là bà cũng đứng thinh luôn, bà cười hí hí hí, bà gửi mấy cái có đợt đợt đó nói gửi một cái clip gì cho em coi, em nói
em đăng lên Facebook, em nói trời ơi trời, em trai của em nó nói thôi chị ơi, chị để cho chú Vũ Linh yên nghỉ đi, chị ngày nào chị cũng bắt ổng coi hoài mà chị mình không biết là chị Ni ấy, xong sau này mới biết chị Ni giúp Hồng Loan, thấy cộng đồng mạng đăng lên là luật sư luật gì đó, mình nhìn ra tướng chị mình chứ, mình nhìn ra tướng mình hỏi chị mình thì mới biết, thì mình về Việt Nam mà mình gặp Hồng Loan. Là nói chung là mọi người cũng đừng có cảm ơn em hay gì hết trơn á, tại vì em giúp học em ở bên cạnh Hồng Loan là vì chị của em giúp em với cho em tốt với em, thì chị em thương ai và giúp người nào thì em sẽ đứng bên cạnh chị em hỗ trợ, chứ không phải là đừng có nói là em là đi với chị em. Tại vì mèo với mình là cũng lâu rồi. Mình chỉ thấy chị mình thương ai giúp ai thì mình sẽ hỗ trợ được gì mình sẽ hỗ trợ, và em cũng đừng, mọi người đừng có nói là cảm ơn em không muốn tung hô em ngày hôm nay cảm ơn em rồi ngày mai không có hài lòng em cái gì đó, hoặc là em có không có việc của em để em không ở bên cạnh Loan nữa thì mọi người lại nói em là quay mặt rồi, thì em không có như vậy, em không có muốn cái sự việc nó như vậy. Nhưng mà đối với em với chị em thì em thấy chị của em thương Hồng Loan và tốt với Hồng Loan, giúp Hồng Loan, thì thấy hoàn cảnh của Hồng Loan như vậy. Mặc dù là em biết đó, có nhiều người, em biết là bây giờ là ví dụ như em thì đâu, em đâu có, ví dụ như mà tính về sau này thì tài sản của em sẽ không bao giờ bằng Hồng Loan đâu, nhưng mà người ta khổ ngay cái trước mắt,